Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trang trí thức trẻ cho biết sử dụng gia vị để nêm nếm hay tạo mùi hương cho món ăn không tương giản, làm muốn cho vào lúc nào cũng được mà phải căn thời gian đun nấu để nêm nếm cho hợp lý. Bởi có những loại gia vị đun lâu sẽ mất chất, thậm chí còn chuyển thành chất độc gây hại cho sức khỏe. Tùy món mà cho muối vào thức ăn trước hay trong khi nấu nếu cần thịt đậm đà, không bị giảm độ ngọt của thịt, nên cho muối trước. Ngược lại, khi nấu canh, cần vị ngọt từ xương thì nên nấu một lúc cho nước canh ngọt mới nêm muối. Với món xào, hãy cho muối vào dầu, khoảng một phút sau mới cho thực phẩm vào. Cách làm này sẽ giúp loại bỏ đến 95% độc tố aflatoxin có trong muối. Nước mắm có hương vị đặc biệt vì thế không nên đun lâu. Với món canh thì cho nước mắm vào rồi bắc ra ngay. Với canh cua nên nhấc canh ra khỏi bếp rồi mới nêm để bảo toàn chất đạm trong nước mắm. Khi cho đường vào các món rán hay nướng, món ăn rất dễ cháy khét do đó khi ướp nên cho ít đường. Nếu muốn món ăn có vị ngọt hơn, hãy làm riêng phần nước sốt hoặc phết mật ong lên khi món ăn gần chín. Khi nấu món có đường tránh để món ăn khô cạn dễ bị dính đáy và cháy món ăn. Nếu cho tiêu vào thức ăn trước khi nấu, tiêu sẽ biến thành chất độc gây ung thư do đó tốt nhất hãy rắc tiêu khi thức ăn đã chín. Với các món cần tẩm ướp, chiên, rán, nướng, xào, kho, nên nêm gia vị hai lần, lần 1, tẩm ướp vào nguyên liệu trước khi nấu để làm tăng vị amani tự nhiên của nguyên liệu. Lần 2, nêm nếm trước khi hoàn thiện món ăn để tổng hòa hương vị của món ăn với các món có nước như canh, súp và hầm thì nên cho gia vị lúc gần bắc ra để giúp điều chỉnh vị tổng hòa một cách chính xác nhất, tránh hiện tượng nước sôi bốc hơi nhiều làm thay đổi vị của món ăn. Giấm Giấm không những có thể khử tanh, khử béo, tăng mùi thơm mà còn tránh được sự pha lẫn vitamin trong nguyên liệu khi gặp nhiệt độ cao và làm mềm, cellulo trong rau. Thời điểm thích hợp nhất cho giấm vào món ăn, đó là lúc bắt đầu chế biến và lúc đã chế biến xong. Còn đối với món sườn xào chua ngọt thì nên cho giấm vào khi thức ăn đã chín, vừa thơm hơn vừa làm giảm vị ngấy. Khi tráng trứng, cho hành vào lúc nào? Theo thói quen thông thường thì chúng ta đánh đều trứng với hành rồi mới tráng. Nhưng như vậy trứng và hành có lúc sẽ bị chín không đều hoặc ở bên trong chưa chín mà bên ngoài đã chín mùi thơm của hành không có dịp tỏa ra hết. Cách dùng đúng lúc nhất là cho hành vào mỡ trước, khi hành tỏa mùi thơm mới cho trứng vào để hành và trứng đều có mùi thơm. Nghiên cứu mới đăng tải trên tạp chí net communication của các nhà khoa học Đại học Aarhus, Đan Mạch cho thấy họ đã tìm ra cách ngăn chặn các phản ứng dị ứng trước khi chúng xảy ra bằng việc sử dụng các kháng thể. Thử nghiệm cho phòng thí nghiệm các nhà nghiên cứu sử dụng máu của người bị dị ứng với phấn hoa và nọc độc của côn trùng, sau đó bắt đầu phản ứng dị ứng khi tiếp xúc với kháng thể mới. Kháng thể mới mất 15 phút để giảm mức IgE xuống 30%, đồng thời phá vỡ sự tương tác giữa phân tử dị ứng và tế bào miễn dịch. Khi IgE trên tế bào miễn dịch được loại trừ và thay thế bằng kháng thể khác, phản ứng dị ứng sẽ không xảy ra. Phát hiện này giúp cho các nhà khoa học đưa ra phương pháp điều trị mới cho những người bị dị ứng. Quý vị và các bạn thân mến, tác dụng của quả cam sẽ là chủ đề chính trong một thông tin sức khỏe ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.